Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay 25 tháng 7 năm 2020, cửa hàng Tiến Dũng vừa về được một số dòng âm ly dòng high-end của thương hiệu Danone cao cấp đến từ Nhật. Đó là các mẫu âm ly Danone S10 25 mã, S10 35 mã và S10 35 mã Limited. Bây giờ Tiến Dũng sẽ phối ghép một đoạn nhạc với Danone S10 35 mã Limited được phối ghép với một cặp loa Bose 601 Series 3 giải mã DAC i5 One, hàng của châu Âu vừa về. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc với bộ ba thiết bị trên. Âm thanh được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Ethernet thông qua giải mã i5 Nano One. Trời đã khuya rồi đầy trăng chênh chênh xuyên anh qua mành. Trời đã khuya rồi đầy mưa trên sông. Âm thanh trong vắt, âm hình rộng mở, thích hợp chơi đa thể loại dòng nhạc, phù hợp với các không gian tầm trên dưới 40m². Không đẹp vị đen màu, ôi đường dài hùn hùn với đêm thâu. Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nào nào lẫn tiếng còi tàu thẹn lâu. Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già, thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen ơi, rừng về ngập trời, mưa làm chỉ cho ướt áo anh thôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Bộ ba thiết bị cho âm thanh rất tuyệt vời. Thì Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về những thiết bị của ngày hôm nay. Trước mắt quý vị là cặp loa Bose 601 Series 3 bản màu vàng.
Đây là cặp loa rất nổi tiếng, có thể nói là đỉnh cao của mẫu loa Bow, phân khúc đồ gia đình. Cặp loa vừa về ngày hôm nay tại cửa hàng, tình trạng zin vân bạc đẹp xuất sắc, series trùng số đúng cặp. Hai loa bát loại 20cm và 4 loa chép loại 8cm. Bộ lọc được trang bị bóng đèn bảo vệ loa, rất an toàn cho loa. Loa thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 40m2. Phần thùng được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu vàng. Đây là tổng thể phía mặt sau của loa. Và đây là tem thông số 601 series 3, hàng được sản xuất tại USA. Dòng này có trở kháng 8 ohm và công suất auto quá. Tiếng của nó rất mạnh mẽ. Cặp loa tuyệt đẹp không lỗi lầm. Và đây là thùng loa bên đây. Loa bát còn ánh tím. Với mẫu loa này, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Âm thanh rất thoải mái cho các không gian tầm trên dưới 40m2. Chơi đa thể loại dòng nhạc. Cặp loa Bow 601 series 3, hàng của Mỹ, tình trạng zin nguyên bản đẹp xuất sắc, series trùng số đúng cặp, có mức giá 43. Và ngày hôm nay ở đây, Tín Dũng vừa phối ghép với một chiếc âm ly đờn nông model S10 ba la mã limited. Như anh em còn quen đọc là QS10, nhưng thực chất ra nó là chữ S10 ba la mã limited, bản giới hạn đặc biệt của thương hiệu đờn nông đến từ Nhật Bản. Thiết kế dạng mặt phay nhôm màu vàng tuyệt đẹp. Đây là phần nội thất. Ba chiếc âm ly này, đàn ông S10 2 la mã, S10 3 la mã và S10 3 la mã limited vừa về ngày hôm nay, Tín Dũng vừa mở ra để kiểm tra, kiểm định. Máy tuyệt đẹp. Các bo còn xanh ngắt. Dòng này sử dụng một tăng phô nguồn đúc hai men công suất độc lập dạng monoblock, chạy mỗi bên 8 sò, tổng cộng 16 sò, mốt phét. Dòng này có công suất nguồn 300W, bạn có thể chơi được hai cầu loa AB hoặc BY, trở kháng ngõ ra loa từ 4 đến 16 ohm, âm thanh của nó rất mạnh mẽ, độ chi tiết cao. Chiếc ly đàn ông S10 3 la mã limited, mức giá 32,5. Và phía dưới này, người anh em của nó đó là chiếc âm ly đàn ông S10 3 la mã. Với bản này thì có cấu trúc tương tự như bản 3 la mã limited. Công suất nguồn 300W, máy sử dụng 16 sò MOSFET. Dòng này cho âm thanh rất mạnh mẽ, đặc biệt tiếng trong trẻo, khó có đối thủ. Hai phần nội thất của máy này gần như giống nhau. Máy tuyệt đẹp, hàng bãi của Nhật, chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Đàn ông S10 3 la mã có mức giá 25,5. Và phía bên đây là một chiếc đàn ông S10 nữa, đó là S10 2 la mã. Đàn ông S10 2 la mã có cấu hình tương tự. Máy sử dụng điện 100V, công suất nguồn 300W. Những chiếc âm ly này có công suất rất mạnh mẽ và đặc biệt cái trọng lượng của nó cũng rất nặng, khoảng 28kg trên một máy. Tất cả những chiếc âm ly S10 3 la mã này đều sử dụng 16 sò MOSFET. Với chiếc này thì sử dụng hai tăng phô nguồn nằm ở trong đây. Các men còn sạch sẽ, sáng giới. Đây là các ốc tôi vừa tháo ra để đây. Ốc còn vàng óng. Tổng thể phía mặt sau, rắc kết nối còn rất vàng. Máy còn tuyệt đẹp. Chiếc ly đàn ông S10 2 la mã
mức giá 23,5. Tất cả hàng bao zin nguyên bản, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, bao đúng xuất xứ ra băng. Và đặc biệt đây là hàng bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Với bộ hai thiết bị này, anh em có thể phối hợp thêm một vang số Gutin KM6FX hàng chính hãng để thi thoảng có thể hát karaoke. Đây là chiếc vang rất nổi tiếng dòng professional, dòng chuyên nghiệp. Đây là hàng chính hãng, giá 3.600.000 tín dụng phân khối. Hàng chính hãng có tặng kèm theo bộ dây ba lăng của Ý do tín dụng thi công, mức giá 400. Chỉ 3.600.000 một chiếc vang số Gutin KM6FX hàng chính hãng. Và ngày hôm nay tín dụng cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn giải mã iFi model Nano One. Anh em đọc là iFi Nano One. Đây là một giải mã chuyên nghiệp chuẩn Hi-Res Audio. Ở đây em thấy có tiêu chuẩn Hi-Res Audio là tiêu chuẩn rất cao cấp của Nhật. Trong này giải mã 24 bit có thể xử lý được tín hiệu từ cổng USB, tín hiệu từ cổng quang, từ TV, Internet và đặc biệt máy có chức năng thu sóng Bluetooth. Giải mã 24 bit không dây từ điện thoại. Âm thanh sẽ rất tuyệt vời từ chiếc điện thoại khi quý vị và các bạn sử dụng với ngõ Bluetooth. Giải mã iFi Nano One. Mức giá 5 triệu đồng, tình trạng hàng sách tay mới 100%, hàng của Anh Quốc. Âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe đó là của hộp giải mã iFi này. Ở đây tôi vừa khui ra một hộp để sử dụng. Ba ngõ vào, ngõ USB kết nối đến máy tính, ngõ optical kết nối đến TV Internet và ngõ Bluetooth thu sóng Bluetooth từ điện thoại di động. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm xin mời gọi trực tiếp cho Tiến Dũng theo số điện thoại 0989 034 764. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn. Cuối cùng Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.